Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình Radio Tư vấn Online của công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước. Trước đây, ước mơ du học vẫn còn được xem là khá xa vời với nhiều bạn trẻ, và chi phí để theo học 1 đến 2 năm dự bị đại học hoặc cao đẳng cộng đồng và sau đó là từ 3 đến 4 năm đại học vẫn còn vượt quá mức sống của nhiều gia đình Việt Nam. Tuy nhiên, các chương trình liên thông giữa các trường đại học Việt Nam và các trường đại học tại các nước phát triển từ khi được giới thiệu đã mang mơ ước được du học và những bằng đại học quốc tế đến gần hơn với rất nhiều gia đình Việt Nam. Với chương trình liên thông 2 cộng 2 với một bằng tốt nghiệp quốc tế, chương trình liên thông cơ bản được hình thành theo nguyên tắc một nửa chương trình được giảng dạy ở Việt Nam và một nửa chương trình được giảng dạy tại nước ngoài. Thông thường, tỷ lệ số năm học tại Việt Nam, nước ngoài sẽ là 2 trên 2 hoặc là một số chương trình là 3 trên 1. So với lựa chọn học 1 đến 2 năm dự bị đại học và 3 đến 4 năm đại học ở nước ngoài, các chương trình liên thông thực sự là một sự lựa chọn tiết kiệm. Ưu thế nổi bật của loại hình chương trình này là sinh viên vẫn có thể có được tấm bằng đại học quốc tế với chi phí tiết kiệm nhất lên đến 40%. Theo thống kê của cơ quan dữ liệu giáo dục bậc đại học và sau đại học ở Vương quốc Anh vào năm 2010 và 2011, Việt Nam là một trong số những nước có lượng học sinh theo học các chương trình liên kết tăng cao lên đến 70% so với năm trước đó. Và để tiết kiệm mà vẫn hiệu quả, đó chính là lý do của các chương trình đại học liên thông ngày càng được các bậc phụ huynh và học sinh ưa chuộng. Những năm học tại Việt Nam thường là thời gian học viên tiếp thu các kiến thức đại cương, các môn học nền tảng và rèn luyện kỹ năng chuẩn bị cho giai đoạn chuyển tiếp. Tuy học ở Việt Nam, nhưng việc học vẫn được xem 100% tiếng Anh với giáo trình quốc tế. Khi bắt đầu chuyển tiếp, học viên sẽ bắt đầu vào nguồn với các môn học chuyên ngành nâng cao, các khóa thực hành cũng như các chương trình thực tập tại môi trường làm việc quốc tế. Sự phân bổ chương trình hợp lý chính là chìa khóa giúp cho học viên có đủ thời gian chuẩn bị các kỹ năng và kiến thức để không bị bỡ ngỡ trong giai đoạn chuyển tiếp khi mới du học. Mọi thắc mắc về vấn đề thủ tục hồ sơ khi du học các nước, các bạn hãy liên hệ đến công ty Tân Đại Dương để được các chuyên viên tư vấn hỗ trợ miễn phí cho các bạn về mọi thông tin qua hotline 0996277629. Với những phụ huynh và học sinh có chần chừ chưa muốn đi du học vì nhiều lý do như sợ phải sống xa nhà, tự lập ở một môi trường xa lạ, chưa có đủ trình độ ngoại ngữ, thì các chương trình liên thông cũng là một sự lựa chọn đáng cân nhắc. Không chỉ tiết kiệm được chi phí, chương trình liên thông còn giúp được các bậc phụ huynh yên tâm hơn khi cho con đi du học xa nhà vì con em mình đã cứng cáp hơn. Học sinh sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị cả về tinh thần cũng như các kỹ năng tổ chức cuộc sống khi phải sống tự lập. Tuy học viên đã có thời gian để chuẩn bị tại Việt Nam, nhưng sự khác biệt giữa cách giảng dạy và học giữa hai chương trình học sẽ là một thử thách mà nhiều học viên cần phải vượt qua. Khi bắt đầu chuyển tiếp, dù chỉ là vừa mới làm quen với trường mới, bạn mới, thực tế là học viên đã bắt đầu theo học chương trình của năm 3 với những môn về phân cuối của chương trình. Chính vì vậy, yêu cầu cũng cao hơn so với các sinh viên năm nhất. Các giảng viên cùng với các bạn cùng lớp sẽ đối xử hoàn toàn bình đẳng với các học viên chương trình liên thông. Đây là một điểm tốt, nhưng cũng đòi hỏi học viên phải có bản lĩnh linh hoạt và một sự chuẩn bị tốt từ nhà để có thể hòa nhập nhanh chóng vào chương trình học. Để được hỗ trợ về các thủ tục hồ sơ du học, điều kiện nhập học các trường ở Mỹ, Úc, Canada hay Singapore, các bạn hãy liên hệ ngay với đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam, công ty du học Tân Đại Dương qua hotline 0996277629, hoặc các bạn có thể tìm hiểu qua các trang web của công ty tandaiduong.edu.vn và tddvn.com. Xin lưu ý với các bạn là hiện nay công ty Tân Đại Dương chỉ có 2 chi nhánh là ở thành phố Hồ Chí Minh và Nha Trang, ngoài ra không có chi nhánh nào ở các tỉnh phía Bắc. Chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ về du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương. Và nếu như bạn đang có ý định đi du học Mỹ, bạn lo lắng về thủ tục hồ sơ xin visa du học Mỹ của mình thì như thế nào? Bạn chưa đủ tự tin để vào phỏng vấn xin visa du học Mỹ với lãnh sự? Thì trong chương trình chia sẻ về du học Mỹ hôm nay, Tân Đại Dương mời các bạn cùng trò chuyện với em Phạm Văn Tấn, vừa nhận được visa du học Mỹ trong buổi sáng ngày hôm nay. Và ngay bây giờ đây mời các bạn cùng trò chuyện với bạn Tấn nhé. Chào Tấn. Dạ chào chị. Mình chào các bạn. Hôm nay mình rất vui, mình mới vừa phỏng vấn và nhận được visa. Em chia sẻ với các bạn cái cảm giác của em khi nhận được visa thì lúc đó như thế nào? Dạ thưa chị, là cảm giác của em rất là khó tả. Khi mà lãnh sự mà cấp visa, đóng học visa cho em là em run lên và nước mắt em chảy ra luôn. Lúc đó là không diễn tả được cảm xúc như thế nào, em vui là vui luôn. Lúc đó sau đó người thân của em đợi ngoài em chạy ra mơ liền.
Vậy lý do tại sao Tấn chọn Mỹ để du học em? Dạ, tại vì hiện tại là em đang làm nhân viên của một công ty. Thì khi mà làm ở công ty em thấy cái công việc mình không thay đổi, mức lương mình cũng thấp. Thì chính vì vậy em muốn đi du học ở Mỹ để em quay về Việt Nam tại công ty của em, để em làm một chuyên gia quản lý chất lượng tại công ty em với mức lương rất là cao và một cái vị trí cao có trong xã hội, nên chính vì vậy em chọn du học Mỹ. À, vậy hiện tại mình đang làm trong lĩnh vực gì ạ? Dạ, em đang làm trong lĩnh vực thực phẩm vậy. Rồi qua đêm đó thì mình sẽ học trường gì em ha? Dạ, em học Mission College. Với cái chuyên ngành gì thôi? Chuyên ngành là quản lý chất lượng thực phẩm anh chị. Là theo đúng cái chuyên ngành? Dạ, theo đúng chuyên ngành. Vậy thì qua đâu em biết được dịch vụ của Tân Đại Dương? Dạ, thưa chị là hai lần trước em có phỏng vấn, có đi phỏng vấn nhưng mà em rớt. Thì em cũng thấy nản. Chính vì vậy em có một cái quyết tâm là khi thấy mình làm tại công ty lương thấp và không có một vị trí cao nên em rất là muốn. Chính vì vậy em đi lên mạng, em tìm hiểu và em biết tới Tân Đại Dương là trên mạng. Do đó em thấy chia sẻ của các bạn, thấy Tân Đại Dương chia sẻ rất là hay. Xong rồi em lên và em tìm hiểu, sau đó em mới đi lên Tân Đại Dương để em được tư vấn. Sau đó em gặp được chị Bích. Chị mới tư vấn cho em, sau đó là em quyết định em làm hồ sơ lại lần thứ 3 ở Tân Đại Dương. Là trước đây em đã phỏng vấn 2 lần rồi. Dạ. Thì cái cảm giác đó chắc là mình rất buồn đúng không? Đúng rồi chị. Em có thể kể một chút xíu về quá trình làm hồ sơ tại Tân Đại Dương? Thưa chị, là đầu tiên em được tư vấn, em liên hệ và lúc đó em được gặp chị Bích. Thì chị Bích có nói với em là có gì lên chị em mình sẽ trao đổi thêm. Sau khi em được chị Bích trao đổi thêm thì em quyết định chọn Tân Đại Dương. Sau đó em được học với anh Khôi. Anh Khôi dạy cho em các kiến thức nền cơ bản mà anh Khôi dạy rất là hay. Và anh Khôi bắt cho mình là phải về tự động, tự cái năng lực của mình để mình tìm kiếm, để mình nhớ, mình biết những cái thông tin đó để vô lãnh sự mà có hỏi á, thì mình tự biết chứ không phải là ai tìm cho mình. Sau đó anh Khôi sẽ kiểm tra lại cho mình những cái ý nào mà hay ha, những ý nào mà không tốt thì anh Khôi loại bỏ. Sau đó em được học một buổi với anh Bảo Anh. Rồi em học một buổi với anh Bảo Anh, em rất là tự tin. Lúc đầu em hai lần trước em không tự tin, nhưng mà khi học với anh Bảo Anh là em cực kỳ tự tin luôn. Anh Bảo Anh chia sẻ như thế nào để mình đứng trước lãnh sự mình phải tự tin. Tại vì mình là có khả năng, mình là có năng lực để du học, mình có tiền để đi du học, đâu có gì đâu phải sợ. Cho nên là em nghĩ vậy là em tự tin lên. Sau đó em buổi sau em được học với chị Bích test lại cho em lần cuối. Sau đó em lên đường đi phỏng vấn và em được nhận visa. Em Tấn có thể chia sẻ một chút xíu về cái sở thích cá nhân của bạn? Sở thích của em là em rất thích bơi và chơi bóng chuyền. Rồi, chị cảm ơn những chia sẻ của Tấn. Thì thay mặt công ty Tân Đại Dương chúc em qua Mỹ học tập tốt và hoàn thành ước mơ của mình trong tương lai nha. Dạ, em cảm ơn chị. Nhưng mà chị cho em nói với các bạn một vài điều lưu ý trước khi đi phỏng vấn. Các bạn phải xác định được mình qua Mỹ để làm gì và mình có quay về Việt Nam hay không, và khả năng tài chính của mình, và mình phải tự tin trước lãnh sự. Các bạn đừng có run, cứ tự tin lên, mình đừng có gì sợ hết. Rồi lúc đó mình sẽ được nhận visa thôi. Đó, chia sẻ của mình là hết. Chúc các bạn thành công. Với những chia sẻ của em Tấn thì những bạn sắp tới đi phỏng vấn xin visa du học Mỹ sẽ có thêm tự tin cũng như là kinh nghiệm để hoàn thành tốt cuộc phỏng vấn xin visa du học Mỹ của mình.